Chào các bác. Các bác từng bẫy cá kiểu này chưa? Cho ít cám lợn đổ vào sọt xong thả xuống ao, xong tí giật lên nhé. Đầu tiên là buộc cái dây vào đây đã. Buộc cái dây vào đấy. Buộc cái dây vào. Đấy. Cho vào, cho nó hơi nghiêng nghiêng nhé. Cho nghiêng nghiêng này này. Đấy. Trong lên xuống. Ôi chết rồi, nó không xuống rồi. Đấy. Đấy. Cho này. Đợi cá vào nó giật lên. Đợi cho cá vào xong giật. Khoảng tầm 5 phút giật lên. Bây giờ giật lên thử xem được không nhá các bác nhá. Tôi đang tò mò lắm rồi đây này. Trước hồi bé ở nhà thì hay nghịch kiểu này suốt ấy, nhưng mà bây giờ thì cũng chưa biết, không biết ao có cá hay không nữa. Thử xem nhá. Ôi không được các bác. Không được đâu các bác ạ. Chắc là chỗ này do nước chảy nhiều quá nó không được hay sao ấy. Khổ thế à. Ta đợi sau 5 phút nữa, 10 phút nữa hay mà. Xem có được không? Hay là mình giật lên quá sớm nhỉ? Sợ là quá sớm thì nó không được ấy. Rất là khó bắt các bác ạ. Thôi trong lúc chờ đợi tôi cho các bác xem một số cảnh quê tôi nhé. Tôi dám khẳng định là một số anh em không biết đấy. Hơi tối, góc này hơi tối. Bây giờ giật lên thử lại một lần nữa các bác nhé. Không được rồi, chết rồi. Sáng nay nhịn đói nhá. Kết quả là thất bại các bác ạ. Hồi nhỏ tôi hay làm kiểu này được nhiều lắm, nhưng mà không hiểu sao mấy hôm nay không được nữa. Này, chết đói rồi. Ơi. Bây giờ là chuẩn bị đi bắt cá các bác. Lấy cái màn đi vét. Mình cũng mới tập làm ấy, thì có rất nhiều điều ấy, thì mong các bác góp ý cho mình để mình hoàn thiện hơn.